Khi bình minh ló dạng, cũng là lúc bức tranh sơn thủy hữu tình dần hiện ra. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, núi non trùng điệp đầy thơ mộng, khiến ai đến đây cũng phải dừng chân để ngắm nhìn. Với diện tích gần 11.000 ha, vườn quốc gia Ba Vì được coi là lá phổi xanh của thủ đô. Độ ẩm cao cùng thời tiết nắng ráo sẽ là điều kiện thuận lợi để săn mây trên đỉnh núi Ba Vì. Do vậy, thời gian này, nhiều du khách đã tìm đến nơi đây để có thể ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng với mây trời và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thiên nhiên vô cùng thú vị.